đúng rồi, view rất là đẹp. À, hiện tại bây giờ thì Nguyên đang đứng tại vị trí của phường 11. Phường 11. À, phía xa xa đây. Ngay trên cái chỗ hướng mà tay của Nguyên chỉ đây. Để Nguyên phóng to lên cho các anh chị thấy nhé. Đây. Đó. Đây là một điểm tham quan rất là nổi tiếng của mỗi đoàn du khách lên Đà Lạt. À, khu này có tên là Cầu Thang Thiên Đường và Thung Lũng Đèn. Đó. Phía trên này, phía trên chỗ thần thông trên này. Trên đó là đường quốc lộ 20. À, về hướng bên này, về cái hướng bên này là chúng ta đi về Đà Lạt. Còn cái hướng ngược lại bên này là chúng ta đi về Nha Trang và Cầu Đất. Đó, thì bây giờ Nguyên xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng đi tham khảo qua cái vị trí lô đất bất động sản mà Nguyên nói nhé. Vị trí lô đất có chiều dài mặt tiền khoảng 24 mét, chúng ta có thể chia thành hai lô. Ở bên cạnh có một con đường bê tông rộng 4 mét. Khu vực này dân cư rất là đông đúc. Rồi, à, vị trí là từ ngay cái chỗ cái cột điện đó kéo dài mặt tiền qua bên này, qua bên đây tới chỗ cái cột điện này và kéo thẳng xuống dưới kia, à, tới cái chỗ mà cái bồn nước đó, cái bồn nước trắng đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi quay lại và chúng ta sẽ cùng đi tới phía trước của căn nhà để chúng ta coi cái view như thế nào nhé. Hiện tại bây giờ cái căn nhà gỗ này đang không có người ở, đang bỏ trống, nhưng mà với cái chất liệu gỗ ngày xưa thì như anh chị cũng đã biết rồi, rất là kiên cố, rất là chắc chắn. À, chúng ta có thể tận dụng. À, đây là cái bãi đỗ xe. Đối với xe lớn thì chúng ta có thể tận dụng chỗ này để làm cái vị trí quay đầu xe. Đó. View cao rất là đẹp. Dưới này còn nhà này. Rồi. À, căn nhà này hiện tại thì không có người ở, đang bỏ hoang. Nhà cũng nhà gỗ thôi. Bên trong thì không có gì hết cả anh chị ạ. Đó, chúng ta cùng xem qua cái view nhé anh chị nhé. Đó, rất là cao. Bên kia là khu cắm trại của núi Hoành Bồ. Còn bên này là nhìn qua khu du lịch Hồ Than Thở. Bên này là nhìn qua Nam Hồ này các anh chị này. Đó, đường Nam Hồ. À, xin lỗi, đường Trịnh Trịnh Hoài Đức. Vị trí này thì thuận tiện cho các anh chị chúng ta có ý tưởng để kinh doanh homestay hoặc là kinh doanh cà phê view, cũng rất là phù hợp. Lợi thế hơn nữa là lô đất này tổng diện tích là 535 m², toàn bộ là đất xây dựng, mặt tiền đường chính hơn 20 m và bên hông có thêm một đường 4 m bên cạnh nữa, cho nên cũng rất thuận lợi cho các anh chị nhà đầu tư. Hướng trên này, hướng theo cái tay Nguyên chỉ đây là hướng đi Nha Trang này, rất là tiện lợi. Từ vị trí của căn nhà này mà đi về trung tâm thành phố Đà Lạt thì khoảng mất khoảng 8 cây, mất khoảng 8 cây, cách quốc lộ 20 khoảng 200 m. Sổ sách đầy đủ rõ ràng. À, anh chị quý nhà quý anh chị nhà đầu tư có quan tâm tới bất động sản thì vui lòng liên hệ với Nguyên theo số điện thoại Nguyên để dưới số bên dưới nhé.